Trong video lần này chúng mình hãy cùng nhau học, tiếp tục học những cái phó từ N3 hay xuất hiện trong đề thi nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng học những phó từ đi cùng với mẫu câu phủ định đuôi nai. Và chúng ta hãy cùng nhau làm luôn một cái câu ví dụ ngay trên bảng này đây nhá. Rồi các bạn hãy cùng đọc với mình nhá. 私は彼の不正を何々許さない許さない。Chữ này là chữ 許す nhá, có nghĩa là tha thứ. Vậy câu này dịch ra chúng ta sẽ nghĩa là gì nhỉ? Tôi thì làm sao? Nhất định sẽ không tha thứ cho cái hành vi phu xe, thì có nghĩa là cái hành vi mà trái pháp luật hay là cái hành vi bất chính của anh ấy. Vậy thì nhất định đúng không ạ? Chúng ta chiếu lên luôn dưới ba đáp án này, Jehi cũng là nhất định này. Kesite, đây đọc là kesite, cũng là nhất định này. Nantoka kashite thì cái này không cái này có nghĩa là bằng cách nào đó đây đúng không ạ? Nantoka kashite. Nhưng hai từ này đều dịch là nhất định, vậy thì chọn đáp án nào? Đúng ạ? Nhất định sẽ có bạn sẽ bị phân vân ở đây. Và chúng ta để ý cho chúng ta cái tip trong trường hợp này ý, để ý cho mình đó chính là đuôi câu của nó là thể nai. Vậy thì phó từ nào, những phó từ nào sẽ đi với cái đuôi nai này? Thì trong trường hợp này đó chính là phó từ kesite ạ. Kesite sẽ đi với đuôi nai. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm những cái phó từ khác mà cũng đi với đuôi nai như thế này nhá. Đáp án của chúng ta là đáp án thứ hai. Ok. Ngoài cái đuôi phó, ngoài cái phó từ kesite mà mình vừa làm ở ví dụ trước đây, thì chúng ta sẽ có một loạt các cái phó từ N3 khác cũng đi với thể nai, cũng đi với phủ định ở đằng sau. Đó là phó từ mattaku, hoàn toàn không. Phó từ metani, hiếm khi. Phó từ sukoshimo, một chút cũng không. Phó từ sonnani, không đến mức đó đâu. Và phó từ taishite, nghĩa là nó giống như phó amari, nghĩa là không mấy. Chúng ta sẽ đi với một vài cái ví dụ của những phó từ này cùng đi với đuôi nai để hiểu rõ hơn nhá. Rồi chúng ta thử đi với ví dụ đầu tiên là phó từ mattaku nào. Câu này các bạn dịch là gì ạ? Chichi quá, bố tôi đúng không ạ? Nihongo ga mattaku wakaranai, đúng không ạ? Thì câu này dịch là gì? Bố tôi hoàn toàn không biết tiếng Nhật. Chúng ta sẽ có phó từ mattaku đi với đuôi nai. Một phó từ tiếp theo đó là phó từ metani. Chúng ta sẽ có ví dụ là gì nhỉ? Watashi wa metta ni soto de sokuji shinai. Tôi làm sao ạ? Tôi metta ni hiếm khi, soto de sokuji hiếm khi đi ăn ở ngoài. Và đương nhiên metta ni sẽ đi với đuôi nai ở đằng sau. Một phó từ tiếp theo, phó từ sukoshimo. Câu này dịch là gì ạ? Kono machi wa 10 nen mae to sukoshimo kawatte inai. Cái thành phố này đúng không ạ? Cái thị trấn này so với 10 năm trước thì đến bây giờ cũng Tsukoshimo kawatte nai, cũng không hề thay đổi một chút nào cả. Đúng không ạ? Thì đằng này chúng ta sẽ có Tsukoshimo và đằng sau sẽ có đuôi nai nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với hai cái phó từ còn lại trong trường hợp này. Đó là phó từ sonnani. Chúng ta đi vào mẫu câu này ạ. Kono mondai wa, mondai ạ. Kono mondai wa sonnani muzukashiku nai desu. Cái câu hỏi này thì muzukashiku nai, không khó, không khó đến như vậy đâu ạ. Sonnani, sonnani muzukashiku nai nhá, sonnani và đi với đuôi nai. Tiếp đến một cái phó từ cuối cùng đó là phó từ taishite. Thì như mình vừa nói ở trước thì taishite nó sẽ gần giống như amari. Trong trường hợp này thì mình sẽ có một ví dụ là gì nhỉ? Kyō wa taishite atsuku nai ne. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Hôm nay cũng không nóng lắm nhỉ, được chưa ạ? Không nóng lắm. Taishite đi với đuôi nai, được chưa ạ? Vậy thì với 5 cái phó từ, 5-6 cái phó từ tiêu biểu này thì hy vọng là các bạn sẽ có thể chọn ngay được đáp án trong bài thi mà không phải do dự dịch nghĩa đấy nhá. Hy vọng những mẹo nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ thi sắp tới. Và nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy like và share nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.